gì vậy hả? Nếu con không muốn ăn đòn thì hãy giữ im lặng một chút đi. Mẹ ơi, mẹ, con làm gì mà cứ kêu mẹ hoài vậy? Tắt tivi mau lên. Mẹ ơi, mẹ tắt giùm con ơi. Nếu sợ thì đừng có coi phim ma, mau ra ngoài đó nghe điện thoại đi. Minh Chi gọi cho con kìa. Minh Chi à, là mình đây, có chuyện gì vậy hả? À, Shadow ơi, bạn hãy trả lại cuốn tập mà bữa trước bạn đã mượn của mình đi có được không? Sao, mình đã mượn tập của bạn hả? À, là cuốn tập đó hả? À, nhưng mà mình đã bỏ quên ở lớp rồi. Vậy thì để sáng thứ hai mình sẽ trả lại cho bạn được không? Cái gì chứ? Thứ hai là thi giữa kỳ rồi, làm sao mình ôn bài được đây? Mình đã nhắc bạn trả lại rồi. Hả? À, gì chứ? Hôm thứ hai là tới thi vũ kỳ hả? Mấy bài tóm tắt ôn tập của mình đều nằm ở trong đó hết. Làm sao mình ôn bài được? Mình xin lỗi nha Minh Chi, mình thật sự không biết thứ hai là thi vũ kỳ. Mấy giờ rồi hả? Bây giờ cũng chưa trễ lắm đâu. Chúng ta đến trường xin bác bảo vệ vào lớp lấy nha. Bây giờ sao? Ngày mai là chủ nhật rồi, trường sẽ không mở cửa đâu. Vì vậy bây giờ mình sẽ đi. Nếu bạn không muốn đi thì mình cũng dẫn đi. Sao mình lại có thể để cho bạn đi một mình được? Thôi được rồi, 10 phút nữa chúng ta gặp nhau rồi đi tới trường. Vậy nha, chút nữa gặp lại. Chưa tới 9 giờ mà. Thôi được rồi, giờ đi vẫn còn sớm. Chắc chắn mọi việc sẽ ổn. Con chưa tắt tivi kìa. Dạ con tắt đây. Mẹ ơi, con đi qua gặp Minh Chi chút nha. Đã trễ rồi còn đi đâu nữa hả? Sao tối hôm nay trời lại nhiều gió quá vậy? Mà chắc là cái hẻm này lúc nào cũng vẫn tối như vậy ha. Ngày nào chúng ta cũng đi đường này mà. Nè Minh Chi à, bạn có muốn chạy không? Hả? Cái là cái gì vậy? Là cái gương thôi mà. Gương? Shadu à, chào bạn. Nghe nè Minh Chi à. Không biết là bác bảo vệ có ở trường không ha? À đương nhiên rồi, làm gì có trường nào không có bảo vệ chứ. Đây một phần bánh mì. Đó không phải là Don Don sao? Nè Don Don ơi, sao bạn lại ở đây một mình vậy? Mấy bạn kia đâu? Junseok và Jaehyun đã đi đến trung tâm giáo dục để học thi rồi. Bọn họ đã bỏ rơi mình. Không lẽ hai bạn cũng đi đến đó học sao? Không có, tụi mình đang đi tới trường. Đến trường? Giờ này đến trường để làm gì? Lấy cuốn tập mình bỏ quên ở trong lớp. Có vẻ như hiện giờ bạn không bận gì hết. Bạn có muốn đi cùng tụi mình không? Shadu à, sao bạn lại rủ Don Don đi chung? Thì thêm một người đi càng vui hơn. Và tụi mình còn bất sợ hơn. Mình thật xin lỗi, mình có hạn với Junseok nên mình không thể đi với hai bạn được. Nè, đúng là nói dối. Bạn vừa mới nói Junseok và mấy bạn khác đã đi học thi rồi mà. À quên, đúng rồi, không phải Junseok mà là... Là bạn đang sợ có đúng không? Không hề đâu nha. Một người can đảm như mình đây không hề sợ gì hết. Có máu ở chân bạn kìa. Bạn đúng là một người nhát gan, to xác nhưng mà có lá gan của con chuột, còn dám nói mình là người can đảm không sợ gì hết nữa. Cái gì chứ? Bạn nói như vậy đã đủ chưa? Nếu không đúng thì bạn hãy chứng minh đi. Mình không biết phải chứng minh làm sao hết. Thôi được rồi, nếu như các bạn cảm thấy sợ thì mình sẽ đi chung với các bạn luôn nha. Nè, gì vậy chứ? Còn sáng hơn cả ban ngày nữa. À, đó chính là bác bảo vệ kìa. Được rồi, sao còn không mau vào trong đó đi.
À, bác bảo vệ ơi, chắc là bác bảo vệ đang bận rồi hay sao á. Chúng ta cứ vào trong lớp lấy cuốn tập đi. Nè Minchi ơi, mình thật sự xin lỗi vì đã gây phiền phức cho bạn nha. Lần sau mình hứa sẽ trả tập sớm hơn. Không cái gì đâu mà. Bạn có muốn đến nhà mình để cùng ông bà chung không? Không mở cửa được nè. Sao chứ? Nè, có ai ngoài đó không vậy? Mình nhớ chắc chắn là khi vào lớp để mở cửa sẵn mà. Làm gì mà dữ vậy, đồ nhát gan. Mình đếm đến ba, tất cả chúng ta cùng kéo nha. Hiểu rồi chứ? Một nè, hai nè. Còn mình sẽ đỡ ở bên trái. Một, hai, ba. Cái đồ mập ú ú này, bạn ăn cái gì mà sao lại nặng dữ vậy hả? Mập quá đi. Giảm cân đi, giảm cân đi. Có biết chưa hả? Minchi à. Hey, Minchi à, vậy là không được rồi. Phải lăn bạn ấy thôi. Trường đã, tiếng đó là tiếng gì vậy? Shadow, Minchi à, đừng bỏ mình ở lại. Gì vậy rồi? Thì mình đi đâu cơ nhỏ? Mẹ ơi, mẹ cứu con với. À, đúng rồi, đó là bác bảo vệ. Bác bảo vệ ơi. Bác bảo vệ đi đâu mất tiêu rồi? Giờ này còn ai ở đây chứ? Trời tối rồi mà các con còn làm gì ở đây hả? À, các con đã giật lấy cây gì? Chỉ là áp phích quảng cáo thôi mà. Chắc là gió thổi bay tới đây. Nhưng mà trễ rồi, sao các con còn tới trường làm gì? Tụi con tới để lấy tập. Lần sau còn đến lấy đồ vào giờ này các con sẽ sợ chết luôn đó. Còn con không sao chứ? Chân của con bị sưng như vậy chắc là đau lắm hả? Con không sao đâu bác bảo vệ. Bác có thể cho con xuống trước cổng trường. Con cảm ơn bác nhiều. Mà bác ơi, bác cần phải cẩn thận đó nha. Ở trong trường có nhiều tiếng động kỳ lạ lắm. Cửa còn tự động đóng lại nữa. Ở đây làm gì có mấy chuyện đó. Chắc là do các con sợ quá nên tưởng tượng. Không có đâu. Con nói thiệt đó bác. Bác nhớ là phải mang theo đèn pin và luôn bật sáng nó đó. Cảm ơn con đã quan tâm. Nhưng bác có thể đi ở trong bóng tối được. Các con về nhà cẩn thận. Và đừng có sợ gì hết nếu như nhìn thấy áp phích ở trên đường nha. À, có biết chưa? Dạ, con cảm ơn bác. Ờ, được rồi. Nhớ phải đưa các bạn của con về tận nhà nha. Thank you.
Trời ơi, mọi thứ đã bị hư hết rồi. Dạ, thưa cô giáo, tôi nghĩ cần phải thay đồ mới lại thôi. Ai có thể làm được việc này chứ? Tôi sẽ kêu quản lý nhà kho sẽ cho thay thế mọi thứ vào ngày mai. Xin chào cô giáo. Ôi trời ơi. Bác bảo vệ ơi. Hả? Ờ, nè mấy đứa, có chuyện gì vậy? Bác ơi, cho con hỏi bác bảo vệ ở đây tối thứ bảy hiện có đang ở trường không? Hả? Không có gì, tụi con chỉ muốn cảm ơn bác ấy thôi. Hôm nay bác ấy có đến trường không vậy? Bác bảo vệ nào chứ, mấy đứa đang nói gì vậy? Bác là bảo vệ duy nhất của trường mà. Mà hơn nữa, không ai ở đây vào tối thứ bảy hết. Nè các em, trời đã bắt đầu chuyển mùa rồi, đừng để bị cảm lạnh nha. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau, tạm biệt. Cảm ơn cô, hẹn gặp lại cô. Ừ, chào các em, trên đường về nhớ cẩn thận có biết chưa? Chúng ta về nhà thôi Minji. Choi Chadu. Em nhớ không được ăn vặt ở ngoài đường và phải đi thẳng về nhà nghe chưa? Dạ, em nhớ rồi. Làm người tốt thật khó lắm. Wow, khoai lang nướng nè. Minji à, nhanh lên đi, sao chậm dữ vậy? Cô giáo đã dặn chúng ta không được ăn vặt rồi mà. Vì vậy mà bạn sẽ không ăn gì hết sao? Mình sẽ ăn một chút. Khoai của con đây, khoai còn nóng lắm, cẩn thận nha. Dạ, con cảm ơn. Khoan để chú ơi, hãy chờ một chút. Coi thử coi. Đúng là củ này to hơn của bạn nè, cầm lấy đi. Mấy đứa bé đáng yêu này sẽ không bao giờ bị đói đâu. Trời ơi, nóng quá đi à. Khoai đừng nóng lắm đó, ăn từ từ thôi cho đu à. Khoai lang nướng là món mình thích nhất. Hả? Là bánh gạo cay kìa. Đi thôi Minji. Mình vẫn chưa ăn xong khoai lang nướng của mình mà. Qua ngon quá đi. Bánh gạo cay là món mình thích ăn nhất. Bạn vừa nói thích khoai lang nướng mà. Lỡ cô bán bánh gạo nghe được thì sao đây? Cô ơi cô. Ờ cô nghe con. Tụi con hai người ăn 5 phần là 50 won phải không cô? Ờ đúng rồi con. Trời ơi, chắc chắn đang 6 phần bánh cay mà. Con cảm ơn cô. Bánh cay thiệt là ngon. Không lẽ mình nhìn lầm hay sao? Nhưng chắc chắn cha đưa ăn 6 phần. Tại sao bạn ấy lại nói dối là chỉ ăn có 5 phần thôi? Bạn ấy có lầm hay không vậy chứ? À, đúng rồi, chắc là bạn ấy đã tính nhầm. Cha đưa thậm chí không làm toán nhân đúng nữa mà. Mình suy nghĩ gì vậy? Đợi mình với. Nghi ngờ người bạn thân nhất của mình thật sự là điều không đúng. Mình xin lỗi cha đưa à. Chi à, thấy mình ăn phần thứ 6 này nhanh không? Hả? Thật vậy sao? Đơn đơn đã từng ăn 7 phần nhưng chỉ nói có 5 thôi. Dù sao thì cuộc sống phức tạp như vậy đó. Thử thách tiếp theo của mình là 8 phần. Chandu à, bạn nói sai khi đã lừa cô bán hàng. Cô ấy đã làm việc và bán hàng rất cực khổ để kiếm sống. Tiền nuôi sống gia đình của ấy có thể chính là một phần bánh gạo đó. Tiền nuôi sống gia đình của cô ấy sao? Mẹ xin lỗi các con. Ai đó đã lừa mẹ về số bánh gạo họ đã ăn, cho nên bây giờ mẹ không có tiền. Ôi, anh không thể nào đâu. Bạn đó là một việc thiệt hại rất lớn đến gia đình của cô ấy đó, biết chưa? Minji à, mình thật sự sai rồi. Mình không có ý lừa cô ấy về phần bánh gạo đó đâu. Nhưng dù gì thì mình cũng đã làm sai rồi. Được rồi cho đưa à, nếu biết mình sai thì thật là tốt lắm. Minji à, cảm ơn bạn nha Minji à. Bạn bè không cần phải cảm ơn đâu. Về nhà cất cặp xong chúng ta chơi nhảy dây có được không? Vậy cũng được. Bạn đã giúp mình nhận biết được điều sai trái. Bạn đúng là bạn tốt của mình Minji à. Thưa mẹ, con mới đi học về. Trời, cha đu về rồi hả? Con về thật tốt quá. Con hãy đi chợ với mẹ nha con. Dạ con không đi được đâu. Vì con đã hứa với người bạn thân Minji của con là sẽ cùng đi nhảy dây rồi. Thôi được. Vậy lát nữa khi đi chợ mẹ sẽ mua cho con cái bánh đậu đỏ mà con thích nhất. Ừ.
nhìn kìa, mấy trái ớt đó nhìn thật là ngon. Đúng vậy, chúng rất ngon. Tôi bán với giá 300 won. Cái gì? 200 won có được hay không? Ớt già nhìn không ngon chút nào hết. Hả? À, cô vừa nói chúng ngon mà. Hãy bán cho tôi 200 won thôi có được hay không hả? Nếu không bán tôi sẽ lấy bằng cả tiền nha. Ôi, vậy thôi cha đu. Ôi, cái cô đó lấy cắp ớt của tôi kìa. Mẹ ơi, làm như vậy không phải là quá đáng sao? Tiền để nuôi sống gia đình của bà ấy có thể phụ thuộc vào những trái ớt mà bà ấy đã bán đó. Mẹ làm một việc gây thiệt hại rất lớn tới gia đình của bà ấy rồi. Ôi trời, làm ơn ngừng viết tiểu thuyết đi con gái. Tiểu thuyết sao? Đừng nói những điều vô nghĩa và đi theo mẹ mau lên. Mẹ ơi. Gì vậy Miên Chi à? Mình nghĩ khi nào vẫn còn sống chung với mẹ của mình thì thật khó để cho mình trở thành một người tốt. Nó cũng khó giống như là cho con lạc đà chui vô lỗ kim vậy. Cha Đu à, mẹ của mình cũng giống vậy. Nhưng mà... Chính vì vậy Miên Chi à, chơi với mình sẽ không tốt cho bạn đâu. Vì vậy bạn nên làm gì đó để trở thành một người tốt. Cha Đu à, bạn nên làm như vậy đi. Có thể mình sẽ trở thành một người xấu đó. Ôi trời ơi, anh ta đúng là một con người quá độc ác. Trước sau gì anh ta cũng sẽ bị quả báo thôi à. Mẹ ơi, hay bây giờ chúng ta đi chùa hay nhà thờ có được không? Sao đột nhiên con lại hỏi mẹ như vậy? Và chúng ta hãy tránh việc sai trái và trở thành một người tốt hơn có được không? Ôi trời, đừng nói linh tinh nữa. Dạ bà tìm ai? Nè bé gái, làm ơn mua giùm bà vài thanh kẹo đi. Dạ. Hãy nói với mẹ của con là mua giùm một thanh cũng được, bà chưa bán được thanh nào. Dạ thưa bà, chắc là con không mua đâu, nhất là mẹ của con. Ai ngoài đó vậy? Ôi trời ơi, bà cụ sắp bị lạnh cống rồi. Mẹ ơi, mẹ định làm gì cho bà cụ đáng thương đó vậy chứ? Đợi bà hãy ăn từ từ thôi. Rồi con sẽ mua hết số kẹo này cho bà mà. Cô thật tốt bụng quá, cảm ơn nhiều nghe. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình thật sự không hiểu được con người của mẹ mình. Ban ngày là ác quỷ, ban đêm lại là thiên thần. Dù sao thì ở trong người mình cũng có một phần nữa là thiên thần giống mẹ. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai mình sẽ trở thành một người tốt như là thiên thần vậy. Chị sao đâu? Chị bị sao vậy? Chị đã nói là từ ngày mai thì mới bắt đầu tốt hơn mà. Mình đã nói là sẽ cố gắng trở thành một người tốt, nhưng thế giới này dường như đã rất đẹp rồi. Ôi trời ơi, nặng quá. Bà cụ đó chắc là đang cần mình tới giúp đỡ đây. Ôi trời đất ơi. Bà ơi bà, để con giúp cho bà nha. Cảm ơn cháu gái nhiều nghe. Cái này nặng thiệt. Nè, bà cần con mang lên trên này mà. Dạ con xin lỗi, con vội vàng đến không để ý thưa bà. Ôi trời ơi. Đậu của tôi. Trời đất ơi, là có gì vậy? Má đi lượm đậu về đây cho bà đó. Dạ con lượm liền. Dạ đậu của bà đây, nhưng mà con không thể lượm lại hết được. Con xin lỗi bà, con thật lòng chỉ muốn giúp đỡ cho bà thôi. Làm người tốt thiệt là khó quá đời. Anh nè em à, đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Hãy mau nói với chị đi, chị sẽ giúp em. Ở trên đó. Ủa? Được rồi, bây giờ chị sẽ leo lên đó để lấy nó xuống cho em nha. Đứng đây đợi chị được không? Dạ. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Mình chụp được rồi. Tại sao lại như vậy? Mẹ em ơi đừng khóc mà. Thật sự là chị chỉ muốn giúp em thôi.
Nè con à, có chuyện gì vậy? Bông bông con bể rồi. Sao con lại làm như vậy? Một học sinh tiểu học lại ăn hiếp một đứa bé như vậy đó hả? Dạ, dạ không phải đâu. Việc xảy ra không phải là như vậy đâu. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Cố gắng là một người tốt. Mình đã cố gắng rất nhiều. Cuối cùng cũng lấy được rồi. Đừng lại. Con xin lỗi. Con chỉ muốn là một người tốt thôi mà. Nhưng hôm nay con lại tiếp tục gây rắc rối cho mọi người rồi. Con thật sự xin lỗi. Cuối cùng cũng bắt được nè cháu gái. Nhờ có con mà chú đã bắt được tên trộm đó. Dạ. Con đã làm một việc rất dũng cảm và đáng được tuyên dương. Hả? Là con sao? Cô bé à, con giỏi quá. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Dạ không có gì. Cô làm con mắc cỡ quá. Con đã làm rất tốt. Đúng vậy, cô xin cảm ơn con một lần nữa nha. Ra ngoài chơi còn nhớ bôi kem chống nắng nghe chưa? Mà vẻ mặt đó là sao vậy hả? Dù bôi kem chống nắng cũng không có tác dụng gì đâu. Da con bé dễ bị ăn nắng lắm. Da dễ ăn nắng sao? Nếu mẹ chịu mua kem chống nắng ở khu mua sắm cho con thì đã không bị rồi. Mua kem chống nắng ở khu mua sắm hay sao? Vậy con có biết cách để chống da bị ăn nắng hay không vậy? Mẹ nói cho con biết đi. Chỉ cần con ngoan ngoãn ở trong phòng và học bài suốt cả ngày thì da của con sẽ không bao giờ bị ăn nắng nữa. Không được bỏ mưa, biết chưa? Cha, tôi đoán đây chính là điều mọi người đang muốn biết. Anh Kim nè, anh có bạn gái chưa? Có lẽ nhân duyên chưa tới, cho nên hiện tại tôi vẫn còn độc thân. À, anh Kim, anh ấy vẫn còn độc thân. Dạ, đúng là bất ngờ thật nha. Vậy mẫu bạn gái của anh như thế nào? Anh Kim ơi, tôi thích một cô gái có nước da đẹp với hai má lúm đồng tiền. Thì ra mình đã làm gì anh ta mất rồi. Ngoài vẻ bề ngoài thì còn nhiều thứ khác hay hơn nữa mà. Cứ đến mùa sinh sản, chim nhồng đực sẽ bay quanh khu rừng tìm chim cái để giao phối và truyền giống. Kinh này có vẻ thú vị đó. Từ giờ mình sẽ không quan tâm tới mấy ngôi sao đó nữa, mà phải tập trung vào việc học hành. Đây là hai con nhồng cái cùng chọn một con nhồng đực. Có vẻ như con nhồng lông đen đã tìm được bạn đời của nó. Nhưng con nhồng đực đã chọn con có bộ lông trắng và đôi mắt to. Cuối cùng con nhồng lông đen thất vọng khi thấy cặp nhồng trắng chúng dai sát cánh bay đi. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng đó mới là thế giới tự nhiên. Con nhồng đen dường như rất đau khổ vì quá chán nản, nên nó quyết định đến bờ sông uống một chút nước. Ôi thần linh ơi, con nhồng đen đã bị cá sấu ăn thịt mất rồi. Nhưng có lẽ đây là kết quả tốt nhất, vì tôi thấy nó không còn ý định đi tìm bạn đời nữa. Minh Chi à, bạn đã xem chương trình quảng cáo chưa hả? Nếu sử dụng sản phẩm đó, da của mình sẽ trắng như bạch tuyết luôn. Bạn đến mua cái này đó hả? Nhưng mà bạn cần dùng nó để làm gì chứ Shadow? Vì mình muốn trở nên thật là xinh đẹp. Bạn nhìn Mi Mi với Barbie đi. Da thì đẹp, mắt hai mí, má lúm đồng tiền nữa. Những cái đẹp nhất chúng đều có hết. Chị Shadow ơi, chị Shadow ơi, chị đâu có được đẹp giống như tụi em. Mình thì vừa lùn vừa xấu, da đen, không có cái nào nhịn được hết. Mình quyết tâm phải trở nên thật là xinh đẹp.
Chadu à, thứ này có vẻ mắc quá đi. Ê, gì chứ, sao nó có thể mắc được. Cái gì 100.000 won hả? Bạn phải đi dành 5 năm thì mới ra mới đủ tiền mua. Nếu vậy thì mình sẽ lấy cái hũ nhỏ nhỏ này thôi cũng được. Gì chứ, 500.000 won lận. Trời mắc quá vậy. Chadu à, Chadu à, bạn đừng có thất vọng như vậy mà. Nếu như bạn muốn có một làn da đẹp thì vẫn có nhiều cách làm đẹp tại nhà mà. Phương pháp làm đẹp tại nhà hả? Nghĩa là không tốn một xu nào luôn sao? Mẹ mình đã từng đến chỗ bánh hanbok truyền thống. Ở đó có một bà rất giỏi về làm đẹp á. Những quý cô làm theo chỉ dẫn của bà ấy đều hết sạch tàn nhang và cũng trở nên xinh đẹp hơn nữa. Thấy vậy? Sao mày không nói cho mình biết sớm hơn chứ? Cô dẫn mình đi gặp bà ấy nhanh lên đi. Không thể được. Bà ơi, con năn nỉ bà đó. Ta chỉ truyền lại bí kíp cho những khách hàng quen thuộc tới đây từ 10 năm trước thôi. Mặc dù con không phải là khách hàng quen của bà, nhưng từ bây giờ con hứa sẽ tới đây thường xuyên. Con gái, làm sao ta có thể tin con được đây? Ở nhà con còn hai đứa em nữa. Cả ba chị em con sẽ mua hanbok của bà cho những ngày lễ truyền thống và đám cưới luôn, bà chịu chưa? Với gương mặt này ta nghĩ con độc thân cả đời. Bà nói đúng, đó chính là tâm sự ở trong lòng con. Cho nên cầu xin bà hãy giúp cho con, hãy chỉ cho con bí quyết để con có được một gương mặt thật là xinh đẹp. Nhìn ánh mắt của con có vẻ rất quyết tâm làm đẹp. Thôi được rồi, đừng quên những gì con đã hứa với ta nhà con gái. Dạ. Đây là những hướng dẫn trong cuốn sách này. Con sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới. Chadu, Mimi, chuẩn bị đến nhà tắm công cộng nè. Ê, dạ thưa mẹ. Ở chuyện gì vậy nè? Bình thường con ghét đến đó lắm mà, sao hôm nay còn hăng hái quá vậy? Mình đã sẵn sàng rồi. Cùng với đôi đũa này. Đây là bí quyết để làm ba lấm đồng tiền. Ngồi trong bồn nước một lúc cho da mềm ra, rồi dùng vật nhọn chọc vào má, sau đó giữ liên tục cho tới khi tắm xong là được. Trời đất ơi, cha đu. Ông xã ơi. Gì đó em? Anh có nhìn thấy gói đường em để trong tủ bếp không vậy? Anh cũng không biết nữa. Đây chính là bí quyết để có được làn da trắng. Bí quyết làm trắng da chính là mỗi ngày hãy thường xuyên rửa mặt với đường. Bà đảm bảo con sẽ có một làn da trắng như tuyết. Chà, mình phải thử mới được. Cảm giác thiệt là tươi mới. Mình đang thấy nó có tác dụng rồi. Bỏ thì lãng phí quá. Sau khi rửa mặt xong mà ngủ một giấc thật ngon thì sẽ càng đẩy nhanh quá trình làm trắng da hơn. Trời đất, giờ này mà chị ấy vẫn còn ngủ. Thôi kệ chị đi. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi. Không biết nó còn định ngủ tới bao giờ mới chịu dậy đây. Mimi, Barbie, mau kêu chị Chadu dậy đi. Chị ơi, bữa sáng xong rồi. Barbie, mau lấy thuốc diệt bọ đi. Nhanh lên, nhanh lên. Dạ, mẹ đừng lo. Mặt của nó còn bị phồng rộp một chút, nhưng bác sĩ nói là không có nghiêm trọng lắm. Chỉ cần uống thuốc mấy ngày chắc chắn sẽ khỏi hẳn. Dạ, mẹ giữ gìn sức khỏe. Chadu à, bà thấy con như vậy là đủ đẹp và dễ thương nhất thế giới luôn rồi. Cần gì phải làm vậy chứ? Chỉ có một mình ba đã thấy như vậy thôi à.
Không phải đâu Chadu à, con gái thật sự rất đẹp, chẳng qua con còn nhỏ nên chưa nhận ra đó thôi. Con không thấy người ta còn tắm nắng để da đen đi hay sao, ở trong khi con vừa sinh ra đã có được làn da đó rồi, rất may mắn luôn. Dù là như vậy nhưng con vẫn thấy da trắng mới là đẹp nhất đó ba à. Con bé này tới giờ vẫn còn chưa hiểu hay sao? Đừng có lo mà chăm chút ngoại hình nữa, mà hãy tập trung vào chuyện học hành đi. Trời ơi mẹ ơi, mẹ không hiểu gì hết. Nếu mẹ không được đẹp, dù mẹ có hiểu hết, mẹ cũng không bao giờ lấy chồng được đâu. Nói cái gì vậy hả? Con học ở đâu ra cái kiểu nói chuyện nhảm nhí vậy hả? Mẹ thiệt là mẹ lại kéo miệng của con như vậy, lỡ xấu thì sao? Cũng tại trong nhà mình có nhiều kiến chứ bộ. Nếu nhà không có kiến thì đã không xảy ra tình trạng này rồi, mẹ có hiểu không? Cái gì? Con quay lại ngay cho mẹ, ngứa da cho nên muốn ăn đòn có đúng không? À, thôi thôi mà bà xã ơi, em cứ kệ con bé trà đu đi mà. Con hãy nghe cho kỹ đây, nếu còn làm mấy trò kỳ cục đó nữa thì mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà. Chị... mẹ không nhổ không chịu giúp mình mà còn la mình nữa. Con chị đáng ghét. Đầu thai sao? Bà xã ơi, mau lại đây coi nè. Có chuyện gì vậy anh? Mau coi cái này đi, là của Shadu giết đó. Con bé nói là chúng ta đừng tìm nó nữa. Ôi trời, ai rảnh tìm nó chứ. À, khoan đã, nói vậy tức là con bé bỏ nhà đi rồi sao? Đúng là em có cầm ra mấy chuyện đó, nhưng mà sao nó lại... Cái gì đấy? Hả? Hình như em đã từng thấy cuốn sách này, Phương Pháp Bí Truyền. Nó đã tìm hiểu bí quyết làm đẹp sao? Con bé Shadu này thiệt là... Hả? Đây là cái gì? Nếu thử mọi cách mà vẫn thất bại thì cách cuối cùng bạn có thể thử chính là đầu thai. Phương pháp tiến hành. Khúc cuối đâu rồi? Nó bị xé mất rồi. Ôi trời có, ơi, có phương pháp đầu thai nữa hả? Mà bằng cách nào? Đây dột nha, Chadu ơi. Bà lão này đã đưa cho Chadu được cuốn sách bí quyết đó. Bà ấy vẫn còn nguyện khác nữa cơ. Cuốn sách bí quyết của bà đâu? Mau đưa ra đây cho tôi. Ở chương cuối của nó viết cái gì vậy hả? Anh là ai mà tự nhiên tới đây là lối ôm sòm vậy? Cháu của tôi đang ngủ, anh biết điều thì im lặng chút đi. Trời, bà biết rồi. Cháu của bà đói bụng chứ gì? Con đói, con muốn ăn cơm. Con đói, muốn ăn cơm. Được rồi. Trời ơi, bà hả? Điện thoại của tôi đâu rồi? Có ai thấy không? À, nó đây rồi. Ai gọi đó? Trời ơi, mãi điên rồi. Để coi chương cuối nó gì. Mọi người đừng lo, con bé nhát gan lắm, chắc chắn nó không dám làm theo hướng dẫn này đâu. Chui vào hang sâu, dùng một sợi băng vải quấn quanh người. Chỉ được ăn hành lá và hành củ trong vòng 100 ngày. Thật sự cô bé sẽ không làm những điều này chứ? Trời Shadu, con đang làm cái quái gì vậy hả? Đứng lại cho mẹ. Cái con bé ngu ngốc này sao lại đi tin mấy cái thứ nhảm nhí đó chứ? Lần này là con chết chắc với mẹ rồi. Có chịu đứng lại hay không hả? Đứng lại chứ, đứng lại. Bác ơi, bác ơi. Minh Chi, tới chơi hả con? Bác ơi bác, có chuyện không hay rồi. Chuyện không hay hả? Giá nhà đất lại giảm nữa hay sao con? Không, dạ không, con cũng không biết mấy cái đó. Nhưng mà cha đưa chơi xích đâu bị té rồi. Nữa hả? Thiệt. Con chờ bác một chút nha. Nhanh lên bác ơi, bây giờ bạn ấy đang khóc quá trời luôn á. Bác biết rồi. Từ từ thôi Minh Chi, không cần chạy đâu. Coi chừng bị giáp á con. Cha đu đáng thương. Đưa đây, mẹ coi coi. Hên là chỉ có một vết trầy nhỏ thôi, sẽ không để lại thẹo đâu. Rồi, con chịu khó ngồi yên chút nha. Đầu tiên là phải làm sạch vết thương. Tiếp theo là dùng cồn iốt. Ây da, đau quá mẹ. Trời ơi, mẹ kêu con ngồi yên mà.
Cuối cùng chúng ta dùng băng vải để băng lại vết thương nữa là xong. Hoàn hảo. Wow, mẹ của cha đưa thật là tuyệt vời. Hôm nay con chơi như vậy là đủ rồi. Về nhà làm bài tập đi. Bác ơi, bác giống như là bác sĩ vậy đó. Có đứa con gái tinh nghịch như cha đu thì bác cũng trở thành bà mẹ toàn năng chứ. Mấy bữa trước con bị té rách đầu gối, giờ nó đóng mài luôn rồi nè. Con có nên gỡ ra không? Con cứ để nó tự nhiên rớt ra thôi. Mà nếu á con ngứa thì cũng không được gãi, nghe chưa? Mấy hôm trước con mới bị sốt xong nè bác. Cả người rất khó chịu, con bị sốt mũi nữa. Mấy triệu chứng đó chỉ là bệnh cảm nhẹ thôi. Tại vì hay gian nắng như vậy cho nên con mới bị cảm. Nè, các bạn đi đâu vậy? Chúng ta vẫn đang chơi mà. Mình đã hy sinh bản thân để giúp mẹ trở nên tuyệt vời như vậy đó. Không ngờ Minchi cũng bỏ mình mà đi luôn. Nhưng mà phải công nhận là mẹ mình giỏi thiệt. Không lẽ giờ phải chơi một mình sao ta? Trời ơi, chán quá đi. Mình thật sự không muốn đi học thêm chút nào hết. Mình hiểu mà. Ước gì bây giờ tụi mình được đi chơi bóng đá ha, Đôn Đôn. Đôn Đôn ơi, chào mấy bạn nha. Mọi người đâu hết rồi? Sao chỉ có mình bạn ở đây vậy? Mẹ của mình cướp người đi hết rồi. Hả? Mẹ bạn cướp người là sao? Đó là một câu chuyện rất dài mà mấy bạn đi học thêm hả? Vậy mấy bạn mau đi đi. Mình định ở lại đây thêm một chút nữa đó. Chô Dông à, bạn đi một mình đi. Còn bạn thì sao? Nếu bây giờ để cho Shadow mà chơi một mình thì mình không phải là bạn tốt đâu. Cho nên mình sẽ tới đó trước khi buổi học kết thúc. Không phải bạn tốt gì chứ. Bạn chỉ diễn cớ để nghỉ học thôi à. Vậy mình đi học đây. Đôn Đôn nè. Shadow à. Đôn Đôn nè, bạn đúng là người bạn tốt nhất của mình đó. Bạn nói thiệt không? Còn Minchi thì sao? Minchi hả? Đó là ai vậy? Ngữ tài quá. Hình như ai đó đang nhắc tới mình. Mình đu cao hơn bạn luôn nè. Không dám đâu, mình cao hơn bạn. Mình cao hơn nè. Rồi bạn muốn nói gì cũng được. Bạn làm gì vậy? Đô đô nè, bạn đi đâu đó? Cho cha đu, bạn có thể làm được giống vậy không? Không thành vấn đề. Gì vậy chứ? Sao mình không thể làm được? Bạn không làm được, mình là giỏi nhất. Ai nói là mình không làm được chứ? Mình nhất định sẽ làm được. Nè, bạn đi đâu vậy? Nè, bạn định làm cái gì vậy? Nói mình nghe đi. Cái nụ cười đó là có ý gì vậy? Mình đang nghĩ là bạn có thể đi xuyên qua cái hàng rào này không? Tại sao phải làm chuyện đó chứ? Mình chỉ cần leo qua là được rồi. Biết ngay là bạn không thể mà. Bởi vì bạn bự y như con hà mã vậy đó. Hãy mở to mắt ra mà coi mình trổ tài đây. Wow. Thấy chưa, khoảng cách nhỏ không phải là vấn đề. Chỉ cần đầu của cậu có thể qua được thì các bộ phận khác cũng... Bạn làm sao vậy? Không thể qua được hả? Nhưng rõ ràng trong sách nói là được mà to. Vậy bạn mau rút cái đầu lại đi. Thì ra không phải cái gì ở trong sách nói cũng đúng. Chờ một chút, mình sẽ kéo bạn ra. Bằng cách nào chứ? Hả? Nè, bạn định làm gì? Kéo không được, để mình đẩy ra sao nha. Cái đau lắm đó. Coi bộ như vậy cũng không được rồi. Để mình đi tìm người lớn xin giúp đỡ. Bạn chịu khó ở đây chờ mình một chút nha. Bạn đang định làm gì nữa vậy? Mình sẽ về liền. Con nào khoan đi đã. Bạn đừng nói cho mẹ mình biết. Nếu biết mình gặp rắc rối nữa thì mẹ sẽ đánh mình đó. Mình biết rồi. Khoan đã, Đôn Đôn nè. Chuyện gì nữa? Bạn là người bạn tốt nhất của mình đó. Nên hãy về nhanh nha. Mình biết rồi. Mình sẽ dài liền mà. Làm sao đây? Chuyện này quá nghiêm trọng. Mình biết tìm ai giúp bây giờ? Đau quá đi. Bạn đi đâu mà gấp dữ vậy, Đôn Đôn? Chơi anh hả? Nhưng mà mình đang làm gì ở đây vậy kìa? Đôn Đôn, đi chơi điện tử với mình không? Hả? Chơi điện tử? Nghe vui á nha.
ráng lên, chờ thêm chút nữa thôi, nhất định Don Don sẽ sớm quay lại cứu mình mà. Wow. Các bạn thấy chưa? Mình giỏi nhất á. Giỏi lắm, mẹ nhìn thấy rồi. Ôi, mẹ ơi. Xin lỗi nha, mình gặp bác ấy ở lớp học thêm cho nên không thể giấu giùm bạn được. Sao bạn có thể làm vậy với mình? Bạn không xứng đáng là bạn của mình. Ôi, mau im miệng cho mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi, con sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu. Không có lỗi phải gì hết. Nào tới lớp học thêm nha. Dạ, con đi liền. Sao vậy? Bộ các bạn muốn gì hả? À, định làm gì vậy? Mình không giỡn đâu nha. À, các bạn bỏ ra, bỏ ra. À, các bạn không được đối xử với mình như vậy. À, các bạn đã làm gì gương mặt xinh đẹp của mình vậy hả? À, nè nè, các bạn không được đi. Mình nhất định sẽ không bỏ qua cho các bạn đâu. Trời sắp tối đến nơi rồi, mình đói bụng quá, cũng không biết là Don Don đi đâu mà tới giờ chưa trở lại nữa. Mình chỉ ăn thử một cục thôi. Món sườn mẹ nấu luôn là tuyệt vời nhất. Don Don nè, lần sau con còn dám trốn học thêm nữa hay không? Dạ không, con sẽ không trốn học thêm nữa đâu mẹ ơi. Ngoan lắm, vậy kỳ này mẹ sẽ thử tin con một lần. Được rồi, con ăn cơm đi. Dạ. Ngon quá mẹ ơi. Mình đói quá đi à. Don Don à. Cô đã biết lỗi của mình chưa? Rồi rồi, biết rồi. Chắc từ giờ chúng sẽ không chui đầu qua hàng rào để bị kẹt lại, chịu đói khát và bị người ta dễ lên mặt nữa đâu. Don Don à, chuẩn bị đi ngủ thôi con. Dạ. Chương trình đang hay mà. Thôi để mai coi. Cục cưng của mẹ à, ngủ ngon nha. Dạ, con cũng chúc ba mẹ ngủ ngon nha. Don Don ơi, Don Don, Don Don ơi. Kim Sơn đâu? Thôi chết rồi, trôi chết đu. Chết đu ơi. Chà, con đang ở đâu ơi, vậy hả? Con mau trả lời ba đi. Con đang ở đâu? Ôi trời ơi, con bé có thể đi đâu được chứ? Em bình tĩnh đi bà xã à, chắc chắn sẽ tìm được con bé thôi. Ôi trời ơi, đây là mẹ của Cha Đu đây mà. Ôi, xin chào mẹ Don Don, chị có nhìn thấy Cha Đu, con gái nhà tôi ở đâu không? Con biết bạn ấy ở đâu nè. Ủa? Chắc là bây giờ bạn ấy đang còn ở ngoài sân chơi á, mọi người đi theo con. Cha Đu ơi. Cha Đu ơi, Cha Đu. Mau trả lời ba đi. Bạn ấy ở đằng kia kìa, mọi người qua đó đi. Cha Đu ơi. Mẹ ơi. Cha Đu à, mặt của con bị sao vậy? Ba ơi. Cha Đu à. Đơn Đơn à, bạn đã trở lại. Đúng vậy Cha Đu à, mình đã quay lại rồi. Mình là Don Don, bạn thân nhất của bạn nè. Đúng vậy, lại gần chút nữa đi Don Don. Mình quay lại hơi trễ phải không? Xin lỗi nhiều nha Cha Đu. Còn dám nói là bạn thân nhất của mình. Bạn có biết mình đã phải trải qua những chuyện gì hay không hả? Mình nhất định sẽ bắt bạn phải trả giá. Cô còn chơi. Đôn đôn hả? Trời trời đu, con bình tĩnh chút đi. Con không thể bình tĩnh nổi. Mình biết rồi, công nhận trò đó vui thiệt đó. Minh Chi à, chúng ta ăn bánh gạo cay không? Ý kiến đó rất hay. Cha Đu, Minh Chi. Các bạn đang đi đâu vậy?
Chút nữa phải đi học thêm nên bây giờ tụi mình muốn đi ăn bánh gạo cay đó. Muốn đi chơi điện tử với mình không? Khu trò chơi điện tử ở đằng kia kìa, vừa có trò chơi mới vui lắm á. Bạn đi đi, mình không có tiền để chơi đâu. À, có phải trò Burger Burger không? Trò đó vui lắm luôn á. Bạn chơi trò đó rồi hả? À, mình đã chơi một lần rồi. Mình nghĩ là bạn sẽ thích nó. Bạn có muốn chơi thử không Shadow? Nếu thích thì chúng ta chơi dài dán đi. Cũng được, nếu bạn thích thì chúng ta cùng chơi. Nghiện chơi điện tử. À, trò Burger Burger. Minchi à, bạn muốn cùng đội với mình không? Mình muốn cùng đội với Shadow à. Được thôi, vì mình thật sự cũng không. Không có vui, chỉ thấy đau tay thôi à. Hay là mình thử chơi trò này xem sao. À, thua rồi. À, tới giờ mình phải đi học thêm rồi. Hai đứa mình cũng vậy, nhưng mà không biết Shadow chơi xong chưa nữa. Chạy nhanh lên đi. Hay lắm. Chạy nhanh lên. Lên nhanh lên. Shadow à, bạn đã chơi xong chưa? Tụi mình còn phải đi học thêm nữa đó. Một chút xíu nữa thôi là mình thắng rồi. Mình thấy Shadow mê quá rồi. Chúng ta phải đi thôi, nếu không trễ giờ đó. Đúng rồi đó. Don Don à, bạn hãy đi học thêm đi. Còn bạn Minchi à, đi trước đi. Mình chơi một ván nữa sẽ tới liền ha. Cái gì, bạn chơi nữa hả? À, bởi vì trò này hay hơn là mình nghĩ. Mình chơi thêm một ván nữa thôi. Xin lỗi nha, xin lỗi. Thôi vậy thôi được rồi, khi nào về nhà mình sẽ gọi cho bạn. Được rồi, hẹn gặp bạn sau nha. Chơi một ván nữa thôi. Lớn. Không biết mình đã học bao lâu nữa. Mệt thiệt á. Thôi mình đói bụng quá à. Shadow, không đợi như vậy đó. Mình sắp giành chiến thắng và lấy được cúp vàng rồi. Cũng là do mình đã cố gắng hết sức. Đi đây, của chị mà. Của đây. Nó là của chị. Đi đây. Đừng tự đi. Hãy ra ngoài giải quyết. Cha đưa quay. Chị Mimi muốn lấy tiền của em kìa. Chị hãy lấy chị ấy đi. Chị nhìn thấy nó ở trên sàn nhà trước mà. Đưa đây cho chị. Em đang bỏ vào ống heo thì tự nhiên nó bị rớt ra chứ bộ. Chuyện bỏ ống heo. Em trai à, chị chỉ lấy 50 won thôi. Chị thật sự xin lỗi. Ôi trời đất ơi, nếu nó không có ở nhà con thì nó ở đâu được chứ. Cô đã tìm Shadow ở khắp mọi nơi rồi nhưng mà không thấy. Chị không biết là bác đã bác tìm Shadow ở chỗ đó chưa? Chỗ đó là chỗ nào? Nhanh lên nào, nhanh lên nữa đi. Đúng rồi đó. Nhanh lên nữa đi. Tốt lắm. Nhanh lên nữa đi. Bộ con bị mất trí rồi đi. Sao hả? Nhanh lên nữa. Sao con dám bỏ đi học thêm và còn lấy tiền của em đi chơi cái trò vô bổ đó nữa hả? Shadow à, mẹ bạn giận lắm hả? Cũng vì mẹ bạn lo quá nên mình phải nói ra chỗ đó thôi. Vậy thì Shadow à, chút nữa sau khi học xong tụi mình sẽ đi ăn bánh gạo cay nha. Mình sẽ đãi bạn. Ủa, thiệt hả? Minchi à, bạn có thể cho mình mượn tiền có được không? Thay vì đi ăn món bánh gạo cay. Hả? Yeah, tối hôm qua mình gần giành được cúp vàng rồi. Lúc đó chỉ cần chơi dài dán nữa thôi. Không ngờ mẹ của mình lại tới lôi mình về. Shadow à, bạn bị sao vậy? Bạn khiến mẹ bạn giận như vậy chưa đủ hay sao chứ? Mình chỉ cần chơi 3 ván nữa thôi à. À không, 2 ván nữa à.
Tất cả cũng lỗi tại mình đã dẫn bạn đi chơi điện tử. Lẽ ra chúng ta nên đi ăn bánh gạo cay thì sẽ không sao rồi. Minh Chi à, bạn không cần phải hối hận đâu. Chỉ cần cho mình mượn tiền thôi. Cái gì chứ? Bạn đừng có mơ, còn lâu mới cho bạn mượn tiền á. Không cho mình mượn thiệt sao? Mình đã nói là chỉ chơi vài ván nữa thôi mà. Vậy mà bạn không chịu giúp mình. Bạn bè vậy mà được sao hả? Vậy thì mình không thèm nữa đâu. Nè, Shadow à, bạn đi đâu nhở? Mặc kệ mình đi. Shadow à, một chai thì sẽ bán được 10 won. Vậy thì 10 chai sẽ bán được một gián. 20 chai thì được 2 gián. 30 chai thì được 3 gián. Nè Shadow, bạn đang làm gì ở đây vậy hả Shadow? Sơn Hun à. Shadow, mặt bạn bị sao vậy? Bạn bới rác nhà mình làm gì vậy? Rác nhà Sơn Hun hả? Ôi trời đất ơi, mình đang làm cái gì vậy chứ? Shadow à, mày làm cái gì vậy chứ? Đúng thật là ngốc mà. Chỉ một chén nữa thôi. Mình bị cái gì vậy? Không đâu. Có ai ở nhà không? Dạ anh muốn tìm ai? Chuyện là như vậy, có cô bé này đi đến đồn cảnh sát và yêu cầu chúng tôi trói cô bé lại đó. Cái gì? Trời Shadow, dạo này con bị làm sao vậy? Cô bé không bị làm sao hết. Cô bé nói hãy trói cô bé vào cột bởi vì không thể dừng chơi các trò chơi điện tử được. Sao cái gì chứ? Trời Shadow, sao con không chịu nghe lời của mẹ hả? Con sẽ biết tay mẹ, mau lại đây. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, nhanh lên. Tôi mong hai ông bà hãy bình tĩnh lại. Đây là do quá nghiện trò chơi điện tử nên bị mất tự chủ thôi. Tôi biết một nơi có thể giúp cô bé, chúng ta nên đưa cô bé đến đó. Ba mẹ ơi, hãy mau đưa con tới đó đi. Con muốn hết bị nghiện chơi điện tử, nó sẽ làm tiêu tan đời của con mất. Ôi trời ơi, hy vọng đây chỉ là giấc mơ. Nhưng mà không biết nơi đó có thể giúp được Shadow hay không vậy? Đưa con tới, con không muốn mình bị như vậy nữa đâu. Con biết mình đang nói cái gì hay không hả? Chào mừng đến trại rèn luyện. Được rèn luyện ở đây các em sẽ trở nên khỏe mạnh và sức chịu đựng cũng dẻo dai hơn. Các em hiểu chưa? Dạ. Tốt lắm, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Các em sẵn sàng chưa hả? Dạ, tụi em đã sẵn sàng rồi. Kỳ lạ thiệt đó, rõ ràng mình vừa thấy cái gì đó. Tiếp theo, vượt chướng ngại. Đây là bài rèn luyện khó nhất. Các em cần phải vượt qua các chướng ngại vật. Nào, nhóm thứ nhất hãy chuẩn bị tất cả vào vị trí. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Xuất phát. Cái gì vậy? Sao hắn lại ở đây chứ? Người muốn thách thức ta có đúng không? Được rồi, vậy thì hãy xem đi. Ôi trời ơi, nhanh lên một chút nữa, nhanh lên một chút nữa thôi. Shadow ơi, em có sao không? Rõ ràng hắn ta mới ở đây mà. Nè Shadow, em nói ai vậy hả? Không có ở đây, vậy nghĩa là mình đã thắng rồi. Ôi trời. Shadow à. Shadow à, nhìn con ổn hơn trước nhiều lắm rồi. Con đã hết nghiện trò chơi điện tử rồi chứ Shadow?
Em Chadu đã hoàn thành các bài luyện tập một cách rất xuất sắc. Con cảm thấy rất vui vì con đã hết nghiện. Con gái à, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên con Ngân không nói nữa vậy? Hắn ở sau lưng ba mẹ kìa. Ôi trời ơi, mẹ có thấy gì đâu. Hắn ta kìa. Hắn ta trở lại, nhưng con thắng hắn rồi mà. Không thể như vậy được. Chadu à, em hãy bình tĩnh lại. Bắt buộc phải dùng phương pháp này chứ không còn cách nào khác. Dạo này bạn có gặp Chadu không? Không có. Nghe nói bạn ấy phải đến trại rèn luyện sức khỏe gì á. Không biết tới khi nào mới quay về. Chơi nữa. Mình muốn chơi nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng của mình. Về thôi Chadu à, chơi xong rồi có phải không? Dạ rồi thưa mẹ. Tuyệt lắm. Và từ đó mình không bao giờ chơi trò chơi điện tử nữa. Sao? Bởi vì bà ngoại bị bệnh mà con. Vậy tức là tụi con phải tự chăm sóc lẫn nhau hả mẹ? Có ba nhà nữa mà. Mình à, anh mà bỏ lơ bọn trẻ là anh chết chắc với em đó, anh có biết chưa? Anh hứa là sẽ chăm sóc tốt bọn trẻ, cho nên em cứ yên tâm lo chăm sóc cho mẹ đi nha. Trời ơi, em không biết là em có thể tin tưởng anh được hay không đây. Em về quê chăm sóc mẹ thì anh phải phụ em thôi. Có anh ở đây rồi em đừng có lo lắng. Và nhớ tự chăm sóc mình đó nha. Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Có vẻ anh đã trưởng thành hơn trước nhiều. Được rồi, có chuyện gì hãy gọi điện cho mẹ, có nhớ chưa? Ôi trời ơi. Mẹ ơi. Được rồi, mẹ đây nè con. Mẹ ơi. Mẹ đi đây, hẹn gặp các con vào tuần sau. Nè em trai à, em làm tốt lắm. Thi mẹ vắn nha. Chị ơi, chị ơi, chúng ta có thể coi tivi tới bao lâu vậy? Coi tivi bao lâu hả? Coi cho tới khi nào chúng ta buồn ngủ. Đầu tiên sẽ tìm mấy món ăn vặt trong khi coi tivi. Nếu không có thì lấy tiền mẹ đã cho đi mua đồ ăn vặt. Yeah! Ba ơi, chúng ta hãy đi siêu thị thôi ba. Đã lâu lắm rồi mình không được uống một chầu thật thoải mái với bạn bè. Có vẻ chúng ta mua hơi nhiều rồi đó. Nhiều tới nỗi đem về vất vả luôn. Nhiều quá à. Đừng có hỏi nữa, mấy em hãy mau bỏ vào trong tủ lạnh đi. Nhưng mà tại sao lại bỏ vào tủ lạnh? Nếu như để cho đồ ăn lạnh thì ăn sẽ ngon hơn. Hãy mau bỏ hết đồ ăn vào trong tủ lạnh đi nào. Nhanh tay lên. Tủ lạnh. Như vậy chắc là được rồi đó. Anh đang nó đúng không? Không thể tưởng tượng được. Không bao giờ gặp phải cái đó hết á. Thì mình hết trơn đúng rồi. Mắc cười thiệt đó. Chị ơi, có chuyện rồi. Tới đây.
đang hay mà. Nhanh lên, chị tới đây mau. Sao, có chuyện gì chứ? Chị ơi, chị nhìn kìa. Bị đổ ra hết rồi. Làm sao bây giờ chị? Khi mẹ quay về mà biết nè, được. Nè, bình tĩnh thì... đi. Chắc có lẽ là do cửa tủ lạnh bị mở ra thôi. Bây giờ nói thế nào cũng vô ích thôi. Hả? Chị có cách rồi. Gọi điện thoại cho ba về giúp đi. Sẽ không sao đâu mà, em đừng lo. Khang Ly, Khang Ly. Ôi trời. Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Vợ tôi đang đợi nên chắc tôi phải về thôi. Bộ anh không đi về hả? Dĩ nhiên là giờ tôi cũng phải đi chứ. Bây giờ cũng đã khá trễ rồi, anh nên đón taxi về nhà đi. Ai nói là tôi về nhà? Chúng ta đến quán khác tôi sẽ đãi. Thôi mau lên, chúng ta đi thôi. Chờ chút đi. Đi. Đau bụng quá rồi. Chị ơi, em thấy đói bụng quá. Thôi được rồi, tất cả chúng ta đều cảm thấy đói bụng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nấu cái gì đó để ăn. Tối qua chắc là ba về nhà trễ lắm đây. Ba đã đi làm và bỏ lại tủ lạnh như vậy nè. Hôi quá đi, chắc là bị hư hết rồi. Chờ chị một chút nha. Chúng ta vẫn có thể ăn kim chi được. Có một quả trứng nè. Được rồi, chúng ta làm thử nha. Em phải đổ đủ dầu để tráng đều hết cái chảo này. Bây giờ thì hãy đổ dầu vào trong đi. Đổ đủ dầu để tráng đều cái chảo. Chắc là tụi nhỏ đã ngủ ngon giấc rồi. Chúng ta không đến quán khác hay sao? Chắc là bây giờ tôi cần phải về nhà. Được các rồi, con tạm của biệt. Ba sẽ mua gà nướng về cho các con nha. Hãy chờ ba một chút nha. Như ở nhà không có ai hết trơn. Trời. Ôi trời, cái gì vậy? Trời ơi, nhà cửa gì mà bề bộn quá trời. Không biết có cái gì đáng giá không nữa. Nhà có người hay sao? Bọn chúng đang nhìn cái gì vậy trời? Chuyện gì vậy ta? Oh!
Chúng tôi nữa đây. Cứu tôi với. Trời ơi, mẹ Chadu à, tôi cứ nghĩ là đến tuần sau chị mới về. Thật là may mắn là mẹ của tôi đã đỡ hơn trước nhiều rồi. Ôi trời đất ơi, vậy thì tốt quá rồi. Các con à, mẹ đã về rồi đây nè. Các con à, không có mẹ chắc là vất vả lắm có phải không? Chính vì vậy, mẹ đã mua hồng khô cho các con đây nè. Mình để nó ở đâu ta? À, nó đây rồi. Các con à, mau ra đây đi. Hả? Mẹ hả? Mẹ về rồi hả? Mẹ! Các con làm gì vậy? Mẹ ơi! Con ơi! Con ơi con! Tại sao bây giờ con mới trở về vậy con ơi con? Anh cảnh sát ơi! Mau đi thôi! Nhanh lên! Mấy ngày nay chúng tôi đã tìm kiếm một tên trộm ở trong khu vực của chúng ta. Cũng may là không có chuyện gì xấu xảy ra hết. À dạ. Xin báo cáo, có một người đàn ông say rượu bị rớt xuống sông Hàn. Xin vui lòng kiểm tra ạ. Ồ được rồi, đã nghe rõ, tôi kiểm tra ngay. Mình đang ở đâu vậy trời? Yeah.